4 tháng 9, đô la Mỹ tăng cao, euro lao dốc. Đầu phiên giao dịch ngày mùng 4 tháng 9, theo giờ Việt Nam, trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, chỉ số Mỹ đô la index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt: euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, ron Thụy Điển, phờ Giang Thụy Sĩ, đứng ở mức 99,26 điểm, đô la Mỹ đứng ở mức 1 euro đổi 1,0945 đô la Mỹ. 106,23 yên đổi 1 đô la Mỹ và 1,2038 đô la Mỹ đổi 1 bảng Anh. Đầu giờ sáng, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng cao trong bối cảnh hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác giảm giá, trong đó có bảng Anh, euro và nhân dân tệ. Mâu thuẫn Mỹ Trung và căng thẳng bất ổn ở khắp nơi đang đẩy đồng đô la Mỹ đi lên. Thị trường tài chính biến động mạnh trong bối cảnh Bộ thương mại Trung Quốc vừa khiếu nại Mỹ lên Tổ chức thương mại thế giới, WTO, về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã đáp trả bằng việc bắt đầu áp các mức thuế bổ sung 5% và 10% đối với 1.717 mặt hàng của Mỹ. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng áp thuế 5% đối với dầu thô của Mỹ. Các động thái này đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ thương mại giữa hai nước. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục xuống mức thấp nhất trong 11 năm so với đô la Mỹ. Như vậy, sau chưa đầy một tháng kể từ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thả đồng nhân dân tệ tuột ngưỡng quan trọng 7 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ, đồng tiền của nước này đã xuống gần sát ngưỡng 7,2 nhân dân tệ đổi 1 đô la Mỹ. Thị trường tài chính cũng chịu áp lực từ những bất ổn tại Liên minh châu Âu. EC, người phát ngôn Ủy ban châu Âu, EC, thừa nhận khả năng cao về một kịch bản Brexit cứng, nước Anh rời khỏi EU không thỏa thuận, sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 10 tới. Đồng bảng Anh và đồng Euro cùng rơi xuống các mức thấp kỷ lục. Đồng bảng Anh có khả năng tiếp tục giảm và có thể xuống đến mức 1,15 đô la Mỹ, hay thậm chí là 1,1 đô la Mỹ trong những tuần tới. Trên thị trường trong nước phiên ngày 31 tháng 8, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức 23.135 đồng trên USD và 23.255 đồng trên USD. Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 45 đến 55 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chốt phiên giao dịch 3 trên 9, tỷ giá euro đứng ở mức 25.169 đồng mua vào và 26.003 bán ra. Tỷ giá bảng Anh